Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Dạ vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay cũng vừa hết ngày lễ Tết xong thì bên em cũng có Tết hàng cho anh Nguyễn Sơn Hà ở phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Và anh có đặt bên em chiếc nâng tiếng CB600, và bên em sẽ tặng dây rắc canon, và đơn hàng của anh ấy trị giá 1.750.000 đồng. Vâng, và bây giờ em cũng đang test, em cũng đang test chiếc TD-CB Acoustic CB600 này cho anh Hà. Dạ vâng, và vừa nãy em cũng cho các bác nghe thử những đoạn nhạc mà em cho chạy qua chiếc CB600 và không chạy qua CB600, thì các bác cũng thấy được cái sự khác nhau rất là rõ ràng. Đó là khi em ấn nút này. Đấy, đây là cái nút pass, out pass. Thì nút này là cái nút các bác cho chiếc CB600 này lọc nhạc và chạy qua nhạc hay không. Thì các bác ấn vào đây. Khi bóng nó sáng lên thì là nhạc nó chạy qua, và khi bóng nó không sáng thì nó không được lọc qua chiếc TD CB600 này. Vâng, và bây giờ để các bác cảm nhận nó rõ ràng hơn, thì em sẽ mở to lên một chút nữa. Và em sẽ ấn vào đây nhé, các bác để ý đây nhé. Chứ Tubi toàn quảng cáo bây giờ thôi. Dạ vâng, và đấy các bác có thể thấy được cái sự khác nhau rất là khác biệt. Và đây các bác có thể cắm trầm trực tiếp qua đây luôn các bác nhá. Đây các bác cắm trầm qua đây. Và đây là các bác cắt cắt cốt này. Các bác có thể cắt cốt từ 40Hz đến 220Hz. Và đây các bác có thể cho nút to nhỏ của trầm ở đây. Và đây các bác đảo pha ở đây. Đấy. Và không những thế, dòng sản phẩm này thì các bác còn có thể cắm bằng dây canon, hoặc là các bác cắm bằng dây AV hoa sen. Đấy, nó không kén những cái sản phẩm mà nó kết hợp. Đấy, cực kỳ là hay. Và với những dòng sản phẩm này, nói về chất lượng của nó thì em không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đấy, các bác đánh giá và các bác nghe thì các bác đã đủ hiểu rồi. Dạ vâng, và anh kính chào anh Sơn ạ. Thì bây giờ em đã test xong chiếc CB600 của anh, và bây giờ em sẽ đóng hàng lại và em sẽ gửi hàng cho anh. Và em cũng mong là sớm ngày anh nhận được dòng sản phẩm CB600 này để anh thưởng thức những dòng nhạc, và anh hát những các khúc mà anh thể hiện nó cực kỳ là hay. Vâng, và
Mọi chi tiết thì các bác xin vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể để lại số điện thoại bên dưới để bên em có thể tư vấn và hỗ trợ các bác nhé. Vâng, và một lần nữa em xin chúc em xin chúc toàn thể gia đình anh Nguyễn Sơn Hà luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh đã ủng hộ bên Cốc Cốc Audio chúng em.